cần để ở dưới 7% thì những cái việc này cần thiết thì trong họ có được một cái việc thật sự để thì rất là lưu cái tính mạnh mẽ và mới được cùng rất là anh thì cần có thể được và đôi khi tính cái ứng rất là cái chuyện và đừng có thể rất là đơn được giữa là một cái và một tràng pháo tay dành cho thí sinh Bùi Thị Phương Thanh đến từ Phước Kể Hoàng Vũ. Đây mới là khách mời của chị Chanh rồi chứ chưa phải là chị Chanh. La lớn nữa hả? Em xin tặng mã số 3 chìm. Đừng có để hơi nguyên họ tôi sẽ ra như vậy. Xin cảm ơn Khoa rất nhiều, hôm nay Khoa đã tới chung vui. Bây giờ nói chung là tay chân là bầm hết rồi nha. Mình nói về tay chân rồi hết chứ là mình có bàn tới nữa. Các bạn trong gia đình nhà mình lo nhất vòng 2 của mình đúng không? Hôm nay vòng 2 hơi bị ngon. Không những vòng 2 ngon mà vòng 1, vòng 3 mất theo luôn. Nói chung là Phương Thanh xuống ký nhiều lắm. Rồi bạn nhảy xuống 8kg thì Phương Thanh cũng phải xuống 5kg. Thì bưng bê rồi vứt qua vứt lại nó mới hợp lý. Thế còn bạn nhảy xuống ký, Phương Thanh lên ký thì chắc chắn là sẽ không nhảy được. Và người phải hơi ốm để nhảy nó mới được. Còn lúc đầu vô lắc không, lắc người không có được về mọc quá. Thế là nó hơi nặng nề. Ngày hôm nay thì nói chung là đẹp của mình, nói chung đẹp của mình. Bạn này hỏi Phương Thanh là obijam tệ. Tôi yêu bạn, Phương Thanh chỉ trả lời là yaste obijam. Tôi cũng yêu bạn nữa. Các bạn là bây giờ là Phương Thanh cũng dạy cho Ivan tiếng Việt nhiều lắm. Một 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Thì mọi người đến đây cũng quý Trân và tiếng đàn cũng vậy. Quý không phải vì đẹp hay gì mà vì cái bản tính thẳng thắn sẵn sàng đập vào mặt người khác thì nó là đẹp quý hết. Thank you.